Alo mọi người nhé, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình nhé. Và mọi người à, hồi chiều anh hai mình có đi làm về và đi ngang qua chợ thấy cua biển rất là ngon. Và anh hai đã mua một ít cua biển và về để cho tối nay ba anh em mình thưởng thức. Và mọi người hãy cùng vào bếp để xem chị hai làm món cua biển là làm món gì nhé. Và đây là ba con cua biển hồi chiều anh hai mình có đi làm về mua nha mọi người. Rất là bự, rất là nặng, chắc một con này chắc còn khoảng gần nửa ký mọi người. Rất là to luôn, nó đang còn sống này. Đó, còn sống mọi người, rất là to, rất là bự. Dạ, nhìn đã ghê luôn. Nặng tịch rồi. Nhìn đã mọi người. Ba con dành cho ba người. Rất là to, nó còn động đậy nè mọi người ơi. Con này là to nhất nè. Nó còn nhìn đã cái luôn. Chà, không biết lát nữa chị hai mình làm món gì đây nữa. Mà chắc con cua này, ba con cua này chắc có vẻ làm ăn rất là ngon đây. Thế nhưng hồi giờ nói chung là mình cũng ít ăn món cua biển này, chủ yếu là ăn cua đồng. Nhìn này, coi tí nữa chiều chị hai làm món gì mình thưởng thức thử như thế nào. Chà, to lắm mọi người. Cua biển này mới rửa xong nha mọi người ơi. Mình mới rửa xong và chị hai mình quyết định làm món cua biển hấp nước dừa. Và bây giờ chị hai đổ nước dừa vô trong nồi và hấp cua nha mọi người. Nửa riu riu thôi, nửa riu riu thôi. Khoảng bao nhiêu phút là cua nó chín chị hai à? Khoảng chừng 20 phút đến 25 phút gì đấy. Chứ cho thoải mái nửa tiếng luôn đi ha. Ừ, bỏ đó. Chà, ba con cua to lắm mọi người. Bây giờ mình đậy nắp lại và chờ cho cua chín. Ôi, sau nửa tiếng rồi cuối cùng cua đã chín nha mọi người ơi. Và bây giờ chị mình sẽ gấp ra dĩa và đưa lên mâm. Cua này cua cái không chị hai hả? Nhiều gạch lắm đúng không? Cua này là cua gạch nha mọi người, cua biển nhưng mà rất là nhiều gạch, ở trong rất là nhiều gạch luôn. Cua cái thì rất là nhiều gạch. Wow, màu sắc rất là đẹp luôn, vàng ươm luôn mọi người. Cái nước ra rất là vàng. Cái nước đây là nước của gạch ra rồi. Chà, to ghê. Con này ăn chắc no bụng luôn.
Hello mọi người, cuối cùng cua cũng đã chín và anh em mình đã bày lên mâm rồi mọi người. Bây giờ xem anh trai mình đập con cua và xem bên trong con cua nó ngon như thế nào. Mẹ rồi cầm lá ở trong đặt không gì hay ơi. Đặt chứ. Đúng bài luôn mọi người, nhìn rất là ngon. Đó. Đây là lần đầu tiên mình ăn cua biển á mọi người. Nói chung hồi giờ mình ở trên núi ăn toàn đồ rừng không à. Ít khi ăn những cái cua như thế này. Và bữa nay mình ăn thử nó sẽ như thế nào, nó khác với cua ở trên núi như thế nào. Má ăn mà chắc đã 9 giờ tối quá. Chấm miếng muối, chấm miếng muối. Đây. Ngon. Ngọt ngọt được không? Ngọt. Rất dừa mà. Ừ. Ngọt quá. Ừ. Cái này quay chấm muối tiêu chanh cho mọi người ơi. Chị Hai đang làm một muối chén muối tiêu chanh rất là ngon. Cái này mà muối mà chấm đúng bài luôn. Qua đúng không? Ui chấm vô chua chua ngọt ngọt. Muối ớt đó hả? Muối mà ớt mà em làm muối tinh đó. Làm nha. Mọi người ăn cua cùng anh em tụi mình nha mọi người ơi. Bây giờ mình thử bẻ con cua này và khai trương thử nó như thế nào. Chắc mai muốn đi mua cái cây quay quá ba. Mua cây để đứng. Ai cắm nào mày làm có tiền mà cứ đưa với ai cắm mày. Yeah. Một cái cây gai từ sướng. Yeah. Một cái chân vịt. Mời mọi người ăn như mình miếng cua nha mọi người. Ở đây mình mới bẻ cái càng ra. Bây giờ mình ăn thử nó như thế nào nha. Cũng đầu tiên ăn cua biển, cũng không biết là ngon nha. Hấp nước dừa ngon, ngon lắm luôn á. Ngon. Ngon lắm luôn mọi người. Ngọt nó thơm. Chị Hai nãy hấp cái nào, ăn cái nào, lát bẻ cái gì không? Biết, bẻ vấn đề đó. Ngon lắm luôn. Đầu tiên anh. Sao bị sóc tay vậy? Đấy nói chung là ở với anh chị được an toàn món ngon thôi mọi người. Hình như anh chị thương lo lắng hay sao mà không để bữa nào cũng có món ngon hết. Mời cả nhà ăn của mình.
nó mới béo này. Cái càng cứng ghê luôn á. Nên ăn cái này cũng ngon và cũng cực cực dễ sợ. Hồi nãy mình đã ăn xong hai cái càng cho mọi người và bây giờ bắt đầu là luộc mang con cua ra. Đây mọi người, gạch bên trong rất nhiều nha mọi người ơi. Đây nữa nè, trên mang đó nè. Dạ, trên mang đây nữa đây. Rất là nhiều gạch luôn. Nhìn rất ngon. Cua này cua cái mà. Chà, chị hai ăn chắc dội luôn á. Chà, ngán lắm á nha. Ngon vậy anh? Cho mình ăn rồi mình thấy ngấy rồi, bạn thấy ăn cái mà ngon đó nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Mình cuốn cái thịt thôi. Chà. Mà cái gạch này là ý là nó là cái trứng hay nó là trứng hả? Trứng màu đỏ luôn á. Má ăn về hàng gì tuyệt chủng hết giống cua rồi. Vô à? Vô. Vô. Quá đã. Cái gạch đó là cái trứng hả chị hai? Chú ăn một con cua là no bụng luôn á mọi người. Chà. Chà, bỏ muối tiêu vô. Chú bỏ chút muối tiêu vô. Để mua một đóa hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Bác Khai chấm miếng muối quất. Chấm miếng muối ôm thử bác Khai ơi, coi thử nó ngon không. Bác Khai ăn đi. Chào, ngon không? Ngon này. Học không vô rồi. Trời đời tôi cũng lâu rồi mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngừng đợi. Nói chung hôm nay mình rất là vui nha mọi người. Ai cha, mình thử miếng thử nha mọi người ơi. Rất ngọt, lại hấp nước dưa rồi nó quyện vô trong cái gạch con cua giờ ăn rất là ngon mà bùi bùi ngọt ngọt á. Ngon tuyệt vời. Dạ đây là con cua của mình nha mọi người. Do từ nãy bạn quay clip xin cũng không tách ra được. Bây giờ anh hai mình sẽ tách hộ mình coi con cua bên trong thế nào. Cũng nằm tà le nữa. Mọi người xem là mọi người gạch không? Chị hai ăn gạch không? Chị hai ăn nè. Bác hai ăn nè bác hai. Không. Mọi người mời mọi người nha. Đây là gạch con cua biển đây. Ăn bộ này xong mới dơ dưới trời. Nhìn rất hấp dẫn. Ngon quá. Em thích ăn cua. Ngon lắm luôn mọi người ơi. Nói chung mà cua mà mình có tiền ra là cua thì mình thích. Một cái con đực thì mình cũng thích hết. Nhưng mà mình không phải bỏ tiền.
Ăn lát đứa nói cành rưỡi đây chờ đó mà không tiền. Em Hà Loan rồi á. Hà Loan rồi hả? Dạ. Uống nữa lại đây hả? Hà Loan. Mà đen chung với con. Nói chung là mình cảm ơn mọi người đã xem clip và ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ nói chung clip cũng dài rồi mọi người ơi, mình xin phép dừng clip tại đây. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Bye mọi người. Và quên mọi người thấy hay thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Và nếu mọi người thấy hay thì bấm chia sẻ cho mình. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.